Văn Quyết nói ông Park ít sử dụng dù chuyên nghiệp nhất, mong huấn luyện viên Chelsea trao cơ hội. Huấn luyện viên Philippe Chelsea trở lại Việt Nam sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Quang Hải làm khán giả, Pau nguy cơ xuống hạng. U20 Việt Nam chốt danh sách dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Văn Quyết nói ông Park ít sử dụng dù chuyên nghiệp nhất, mong huấn luyện viên Chelsea trao cơ hội. Sau khi giành quả bóng vàng Việt Nam 2022, Văn Quyết cho rằng ông Park Hang-seo ít sử dụng nhưng anh luôn tập luyện tích cực nhất, sinh hoạt tốt nhất. Tôi luôn khát khao, luôn muốn có trách nhiệm gì đó với đội tuyển quốc gia. Dù ít được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng, tôi luôn là người tập luyện tích cực nhất và sinh hoạt tốt nhất, Văn Quyết nói. Chủ nhân quả bóng vàng năm 2022 gửi thông điệp đến huấn luyện viên Chelsea. Tôi hy vọng sẽ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới và tôi mong rằng tân huấn luyện viên Philippe sẽ nâng tầm bóng đá Việt Nam. Nói về danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 2022 thì Văn Quyết cho rằng thành quả xứng đáng sau một năm luôn cố gắng. Tôi rất vinh dự bởi đây là thành quả của sự nỗ lực suốt hành trình vừa qua. Tôi luôn muốn gửi lời cảm ơn đến những người giành phiếu bầu chọn cho mình và tôi phải nỗ lực hơn, Văn Quyết nói. Chủ nhân của bóng vàng Việt Nam 2022 cũng không quên gửi lời cảm ơn đến đồng đội và gia đình. Đây là điểm tựa quan trọng để đội trưởng Hà Nội FC vươn tới danh hiệu của bóng vàng. Ở V-League 2022, Văn Quyết ghi 6 bàn cho câu lạc bộ Hà Nội. Anh kém 4 bàn so với Tuấn Hải, cầu thủ ghi 10 bàn và trở thành chân sút nội có hiệu suất tốt nhất. Tiến Linh kém Tuấn Hải 1 bàn với 9 pha lập công cho Bình Dương. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Văn Quyết đá 4 trận tại AFF Cup 2022, trong đó 2 trận thi đấu đủ 90 phút, nhưng Văn Quyết thì không ghi bàn. Tiến Linh có 6 pha lập công, trong đó 5 lần mở tỷ số cho tuyển Việt Nam và giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2022. Cũng trong sáng nay, huấn luyện viên Philippe Chelsea đã có mặt tại Hà Nội sáng ngày 26 tháng 2. Cùng đi với ông Philippe Chelsea còn có trợ lý Maulay Larsen, Azeguan Magualen. Một trong số các cộng sự sẽ sát cánh với ông Philippe Chelsea trong những hành trình sắp tới. Philippe Chelsea nói, thật vui khi trở lại Việt Nam, một đất nước mà tôi đã gắn bó 2 năm. Những gì mà tôi cảm nhận thật là thân quen từ văn hóa và con người nơi đây. Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Tôi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Việc ra sắp đội tuyển Việt Nam, một đội tuyển triển vọng, khiến tôi cảm thấy có động lực và háo hức. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm với tôi. Ông Philippe Chelsea sẽ ký hợp đồng với VFF vào ngày mai, ngày 27 tháng 2 tại Hà Nội. Huấn luyện viên Philippe sinh ngày 21 tháng 3 năm 1955 tại Pháp, tức là 67 tuổi. Thời hạn hợp đồng được cho là từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 7 2026. Huấn luyện viên trưởng Philippe Chelsea trở lại Việt Nam và sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Sáng ngày 26 tháng 2, chiến lược gia người Pháp Philippe Chelsea đã có mặt tại Việt Nam sau chuyến bay thẳng từ Paris đến Hà Nội. Ông sẽ nắm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam để hướng đến giai đoạn phát triển mới. Trở lại Việt Nam làm việc lần này, ông Philippe mang theo trợ lý đồng hương, ông Maulay Larsen Azeguan Walen, một trong các cộng sự sẽ sát cánh cùng với ông Philippe Chelsea trong hành trình sắp tới. Sự kiện huấn luyện viên Philippe Chelsea đến Việt Nam đã thu hút sự quan tâm rất lớn của truyền thông trong nước. Trước sự đón tiếp nồng hậu của đông đảo đại diện các cơ quan báo chí tại sân bay Nội Bài, huấn luyện viên Philippe chia sẻ: "Thật vui khi ngày hôm nay tôi được trở lại Việt Nam, một đất nước mà tôi đã có 2 năm gắn bó. Những gì tôi cảm nhận thật thân quen từ văn hóa và con người nơi đây." Ông nói thêm: "Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam và tôi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Công việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia đầy triển vọng khiến tôi cảm thấy có động lực và háo hức. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm với tôi." Trước đó, ông Philippe Chelsea đã có quãng thời gian từ 2018 đến 2021 làm việc ở Việt Nam, trong vai trò là giám đốc kỹ thuật trung tâm PVF cũng như sau đó là dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Đáng tiếc là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên những dự tính của ông Chelsea khi đó còn dang dở. Hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và nhà cầm quân 67 tuổi người Pháp trước mắt sẽ có thời hạn 3 năm. Với năng lực đã được khẳng định và bề dày kinh nghiệm, ông Philippe được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Lễ công bố tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được VFF tổ chức vào sáng mai ngày 27 tháng 2 tại trụ sở của VFF. Quang Hải làm khán giả, Pau nguy cơ xuống hạng. Quang Hải không được ra sân khi Pau làm khách trên sân của Saint-Étienne thuộc vòng 25 của Ligue 2. Trong chiến lược khách trên sân của Saint-Étienne tại vòng 25, huấn luyện viên Thorlot tiếp tục điền Quang Hải vào danh sách thi đấu. Ở trận đấu trước, tiền vệ sinh năm 97 được tung vào sân ở phút 80 trong trận Pau thua Lavan 0-1. Quang Hải được xếp dự bị ở trận đấu này trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Pau chơi phòng ngự phản công nhằm kiếm một điểm. Phút 29, Ibrahima Guadi mở tỷ số cho đội nhà. Nhận bàn thua, ông Thorlot không có nhiều sự thay đổi về mặt con người. Đến phút 77, Pau nhận thêm bàn thua sau pha lập công của Carrasco trên chấm penalty. Huấn luyện viên Thorlot có 3 sự thay đổi người nhưng không trao cơ hội cho Quang Hải vào sân. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Saint-Étienne và đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Pau. Với một điểm sau 4 trận vừa qua, đội bóng của Quang Hải rơi xuống vị trí thứ 16 với 27 điểm, xếp ngay trên nhóm cầm đèn đỏ và chỉ hơn 4 điểm. Nếu không cải thiện được tình hình, Pau có nguy cơ xuống hạng.
U20 Việt Nam chốt danh sách dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn vừa công bố danh sách 23 cầu thủ dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 sau buổi tập mới nhất tại Dubai. Theo đó, thì 7 cầu thủ sẽ phải chia tay các đồng đội trước khi toàn đội sang Uzbekistan tham dự giải vô địch quốc gia châu Á cho lứa tuổi U20. Danh sách 7 cầu thủ phải chia tay U20 Việt Nam gồm có Nguyễn Hữu Tuấn, Trương Chí Thiện, Trần Quang Vinh, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tú, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Phi Hoàng. Trong số này thì trung vệ Vũ Văn Sơn và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng bị chấn thương, không kịp bình phục để thi đấu. Theo danh sách U20 tham dự giải đấu U20 châu Á của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì những cái tên nổi bật như Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang, cặp tiền vệ từng dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 cũng tại Uzbekistan. Vua phá lưới các giải trẻ Nguyễn Quốc Việt hay cầu thủ hay nhất vòng chung kết U17 quốc gia 2022 Thái Bá Đạt đều được giữ lại. Ngoài ra trong danh sách còn có các cầu thủ đang thi đấu ngày càng tiến bộ và đang thi đấu ở V-League như hậu vệ Hồ Văn Cường, các tiền vệ Trần Nam Hải, Đinh Xuân Tiến cùng của Sông Lam Nghệ An và tiền đạo Bùi Vĩ Hào của Bình Dương. Tại U20 châu Á 2023, các trung tâm thể thao như PVF Công an Nhân dân, tên cũ của đội bóng Phú Hiến và Sông Lam Nghệ An góp đồng quần nhất trong danh sách với mỗi đội 5 cầu thủ, xếp sau là Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai và Viettel, mỗi đội 3 người. Số còn lại đến từ các đội Quảng Nam, Đà Nẵng và Bình Dương. Theo kế hoạch, nhóm chia tay U20 Việt Nam sẽ lên đường về nước vào ngày 26 tháng 2, cùng thời điểm thì U20 Việt Nam sẽ di chuyển sang Uzbekistan để tham dự vào chung kết U20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 1 đến 18 tháng 3. Ở chung kết U20 châu Á 2022, U20 Việt Nam cùng bảng B với các đội U20 Iran, U20 Australia và U20 Qatar. Tại trận ra quân, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Australia tại ngày 1 tháng 3, kế tiếp là U20 Qatar và U20 Iran. Thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam tại giải này là đứng thứ 4 Trung Quốc năm 2016 với lứa tuổi Quang Hải, Văn Hậu. 4 đội vào bán kết tại giải đấu năm nay 2023 sẽ là danh suất tham dự vào chung kết U20 World Cup 2023 và sau đó là 2 tháng tại Indonesia. Nếu như Indo nằm trong 4 đội này, các đội thua ở tứ kết sẽ đấu lại trực tiếp để chọn ra suất vớt dự U20 World Cup. Huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier trở lại Việt Nam và sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Sáng ngày 26 tháng 2, chiến lược gia người Pháp Philippe Chaussier đã có mặt tại Việt Nam sau chuyến bay thẳng từ Paris đến Hà Nội. Ông sẽ nắm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam để hướng đến giai đoạn phát triển mới. Trở lại Việt Nam làm việc lần này, ông Philippe mang theo trợ lý đồng hương, ông Maulay Lasen Anjeguan Walen, một trong các cộng sự sẽ sát cánh cùng với ông Philippe Chaussier trong hành trình sắp tới. Sự kiện huấn luyện viên Philippe Chaussier đến Việt Nam đã thu hút sự quan tâm rất lớn của truyền thông trong nước. Trước sự đón tiếp nồng hậu của đông đảo đại diện các cơ quan báo chí tại sân bay Nội Bài, huấn luyện viên Philippe chia sẻ: "Thật vui khi ngày hôm nay tôi được trở lại Việt Nam, một đất nước mà tôi đã có 2 năm gắn bó. Những gì tôi cảm nhận thật thân quen từ văn hóa và con người nơi đây." Ông nói thêm: "Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam và tôi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Công việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia đầy triển vọng khiến tôi cảm thấy có động lực và háo hức. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm với tôi." Trước đó, ông Philippe Chaussier đã có quãng thời gian từ 2018 đến 2021 làm việc ở Việt Nam trong vai trò là giám đốc kỹ thuật trung tâm PVF cũng như sau đó là dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Đáng tiếc là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên những dự tính của ông Chaussier khi đó có giang dở. Hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và nhà cầm quân 67 tuổi người Pháp trước mắt sẽ có thời hạn 3 năm. Với năng lực đã được khẳng định và bề dày kinh nghiệm, ông Philippe được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Lễ công bố tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được VFF tổ chức vào sáng mai ngày 27 tháng 2 tại trụ sở của VFF.